Đời em nó khổ lắm. Bữa nhập máy này về, anh chị có clip nhớ mình đúng không? Nè, nguyên máy nè, đó. Hí hai hí hửng khách mua, gửi nguyên hộp về luôn. Y chang vậy gửi cho khách. Ta khui ra, đây, nè, khui ra. Bỏ sim vô, không có sống. Chưa mở mạng chứ không có sống, quên. Rồi cuối cùng ta gửi lên cho em lại. Em đi mở mạng. Mở mạng xong gửi về dưới. Bỏ sim vô, sống chập chờn. Cuối cùng chưa có nạp file phần mềm. Là bình thường á, những cái máy này á là anh chị muốn mở mạng xong rồi muốn có sóng là phải quay cái file BM, file 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 sóng á, mà không chịu nạp vô cho người ta đó, người ta gửi tiếp. Thôi nói thôi thôi khỏi đi, chị chuyển khoản ra cho em trả tiền luôn cho rồi cho khỏe đó. Bây giờ là em nạp xong rồi nha, bây giờ là bán thôi. Đây bữa là cái hộp rất là đẹp nhưng mà khui rồi thì nó vậy nha. Giờ em khui cho anh chị nào thích đam mê coi nha. Đó cái máy đây thấy không, đó bên trong đựng đựng máy, đó bẻ nó đi cho công công cho nó dễ coi. Đó cục sạc zin chui lớn chưa xài nè, thấy không người ta nè, cái đường quấn nè khách chưa nhận chưa xài luôn đó, bởi vì không có duyên. Ở trong nè cái sim nè, thấy không sim nó nè, đó như cái hãng này hồi xưa bán cái máy này á, là làm độ cái hộp này đó rồi tặng khách sim nữa đó, đó vậy đó. Lột nó đi còn gì đâu mà hững hờ nữa đó, sim nha nha, sim cạc. Bên trong đó pin, đó anh chị ơi, giờ em quay cận cảnh cái máy, máy này new nha anh chị, nhưng mà bữa khách em vận chuyển về á, trả em lại nó bị không biết đóng hàng á, nó bị cứng cứng, bị xước xước góc này, đó thấy không? Nè, chịu đó không sao, bình thường, mình là có chơi có chịu. Hên xui lời ăn lỗ chịu không nói được đó. Bây giờ tình trạng cái máy này là full hộp vậy, nắp lưng là anh chị là khỏi lo hàng lô nha, cái chữ trên gì nè đó, chữ này là khỏi lo đó, xuất sắc chưa, nó như mới thấy chưa, không vết chày nha, mình chỉ có dấu dấu này nè đó, buồn dễ sợ. Rồi mở ra cục pin, mở ra luôn, quay bên trong cận cảnh nè, đó made in Mexico. Bữa một ông trên YouTube ông nói á là điện thoại ngày xưa là chỉ made in Phần Lan thôi, còn mà made in Mexico á là hàng dựng Trung Quốc rồi, chứ điện thoại Nokia này chỉ có made in Phần Lan mới là hàng xịn thôi, còn tất cả made in là đồ lô hết. Trời buồn dễ sợ luôn, em định bay vô comment em nói á, mà thôi kệ đi, đầu quá rồi. Ở YouTube này mà ngồi mà thanh minh thanh nga mà cãi lộn á, một ngày không cãi hết đó, thôi cho bỏ nhức đầu lắm đó, vậy không email những cái hộp nó email nằm đâu ta quên rồi, này hả, nè email nè, thấy không, từ mất nét rồi em lấy nét đó, thấy không, con này là phải mở mạng chuyển hệ xong đó, email 01. Rồi bây giờ bỏ sim thử vô, mở nguồn nó màn hình cứ đẹp gì. Ê gì vậy, gì không sim giỡn hoài chơi nhau nha. Mùa không y á thì cái màn hình nó là màu vàng vàng anh chị, còn cái này là đó thấy không, boxing tùm lum đó, mưu thái tùm lum, trời ơi ghê vậy, chắc anh chủ cũ anh cài á chứ không có gì đâu nha.
đó, kim bốc sinh mua thái gì đó. Cái ông này ông làm quýnh giỏ quýnh bốc đó, vậy không bỏ gì sống là mầm rồi tao lum luôn. Cục pin này máy này mà xài sạc pin đầy phải 5 6 ngày nha, em nói thật sự luôn á. Đó, một bộ huyền thoại thấy không, có nhiều anh á, bữa giờ em về mấy cái hàng cỏ đó, mấy hàng cỏ mà 110i rồi 1202 120 đó, có nhiều anh đó alo cho em thì lại hỏi giá, thì em nói là ừ giá 1,5 triệu, 1,4 triệu, 1,6 triệu gì đó, thì mấy anh nói ủa gì dữ vậy, trên mạng Shopee sen đỏ hay gì đó người ta bán có 200,000 à, này má gì dữ vậy. Thì em nói thật sự cái đó là vỏ lô, hàng dựng dởm dởm dởm, còn cái này là hàng mới chưa sử dụng anh chị ơi, anh chị nên nhớ hàng mới nó mắc lắm thiệt. Em nhập cũng cao rồi chứ đâu phải em nhập, chứ không phải là em lên Shopee em đặt 200,000 về em về em bán đến đến triệu mấy đâu, thiệt. Anh chị thử lên mạng chị kiếm cái máy nào mà nó bỏ vô hộp với mình nè, nè y chang vậy nè, mà bán cho anh chị mà 200 300 400 500 700 800 gì đó, cứ gom hết đi qua em mua 1,5 triệu một cây nha, uy tín dầm dầm không xạo nha, chỉ cần y chang vậy thôi. Và không y chang vậy thì phải bỏ trong hộp full box đúng chuẩn của nó, hàng zin new trong hộp email đủ là quất hết, em khẳng định dầm dầm không xạo nha. Rồi ok, anh nào mua cứ liên hệ bên em, 2007 15 năm rồi. Rồi cảm ơn chị sẽ tiếp nha, chúc vui vẻ.